Xin chào các bạn. Có thể nói là Xiaomi là một hãng công nghệ tại Trung Quốc mà có nền tảng thiết bị đa dạng nhất hiện nay. Từ điện thoại rồi đến nồi cơm điện rồi là bình đun nước, thậm chí đến cả đồ chơi trẻ em như là cái thiết bị mà mình đang có ở đây. Đây là một sản phẩm đồ chơi xếp hình robot Transformer mà được gây quỹ do Xiaomi hợp tác với cả cái hãng Hasbro. Đây là sản phẩm đồ chơi người lớn chỉ dành cho những người từ 18-10 tuổi trở lên và không dành cho đàn ông mang thai cũng như là trẻ em đang cho con bú. Các bạn nên lưu ý điều này. Ở mặt sau ta sẽ thấy tên thật của con robot này, đó là Starway và nó thuộc phe Decepticon. Nếu như các bạn đã xem phim Transformer Dark of the Moon, vùng kín của chị Hằng, thì con Starway này sẽ biến ra từ em Mercedes-Benz SLS AMG, rất là bá đạo. Nhưng mà ở đây thì Starway sẽ hóa thân từ chiếc máy tính bảng Xiaomi Mi Pad 2. Mình sẽ mở hộp luôn. Em Starway vẫn còn nằm trong hình hài chiếc Mi Pad 2 bên trong một lớp ni lông. Ở phía bên dưới hộp là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng với biểu tượng logo Decepticon. Và ở bên trong này sẽ chứa 30 sắc thái tương ứng với 30 bước để biến hình chiếc Mi Pad 2 thành robot. Rất tiếc là chúng ta không có sách hướng dẫn để biến ngược lại. Mình không nghĩ là nó là điều dễ dàng cho lắm. Trở lại với chiếc Mi Pad 2, ở đây chúng ta có một mô hình tỷ lệ copy 1:1 của chiếc máy tính bảng Mi Pad 2 và màn hình kích thước 7.9 inch Retina. Ở phía bên trên này chúng ta có logo Mi và ba phím điều hướng menu Home Back ở phía cạnh bên dưới này. Mặt sau của Mi Pad thì thay vì là một tấm lưng kim loại nguyên khối, chúng ta sẽ thấy lộ ra toàn bộ các chi tiết lắp ghép, nhìn khá là nguy hiểm. Vẫn có camera 5 megapixel ở góc bên trái này, nhưng mà không chụp ảnh ở đâu, đây là mô hình mà. Các cạnh bên cũng được sơn màu giả kim loại trông như thật và ta có thể nhìn thấy rõ các khớp và ngàm nối cũng như là các con ốc vít và đường cắt. Sau khi đã ngâm cứu 30 bước hướng dẫn trong sách thì giờ mình sẽ xếp hình luôn cho nóng. Vâng, như vậy là đã xong. Các thao tác lắp ghép rồi biến hình cũng không quá khó nên như bạn chịu xem kỹ sách hướng dẫn sử dụng. Nhìn chung thì ở mức giá 869.000, đây được xem như là một đồ chơi bản quyền không quá đắt. Có thể là ở nước ta thì bỏ ra khoảng gần 1 triệu để mua một con robot xếp hình bé như thế này về cho trẻ con chơi thì nó hơi xa xỉ. Nhưng mà chi phí cho một đồ chơi tương đương như thế này của chính hãng Hasbro thì không hề rẻ chút nào ở những thị trường như là châu Âu hay là Mỹ. Tuy nhiên thì vẫn có một vài điểm trừ mà mình cảm nhận thấy trên con Mi Pad Transformer. Ở nửa người trên thì có vẻ hoàn thiện, nhưng mà nửa người dưới thì hơi khó chịu. Nó không có ngàm hay là khớp nối nào để giữ cố định cái phần chân này, thành ra chân cẳng cứ bị oải ra như thế này. Phần dưới hai bàn chân thì cũng thế, vậy nên là rất khó để cố định chân để tạo dáng cho cái em Starway. Tổng kết thì nếu như bạn không phải trẻ em nhưng mà đam mê các sản phẩm của Xiaomi cũng như là dòng phim viễn tưởng Transformer thì việc trang trí chiếc Mi Pad Transformer này ở bàn làm việc thì cũng khá hay. Chắc là Starway ở phe xấu, tiền mua bản quyền ít hơn nên là đợt đầu Xiaomi mới chỉ cho xếp hình em này thôi. Nhưng mà mong ở những cái thế hệ về sau thì chúng ta sẽ có những nhân vật khác như là Optimus Prime hay là Bumblebee của Autobot. Cảm ơn cửa hàng di động Sound đã hỗ trợ sản phẩm để mình thực hiện video. Các bạn cảm thấy chiếc Mi Pad Transformer này thế nào? Hãy comment chia sẻ suy nghĩ cảm nhận bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.